Khách hàng Lý Thiên Kim, 10 năm đồng hành cùng BB Thanh Mai. Nhờ sự kiên trì và ý thức làm đẹp, chị Thiên Kim 60 tuổi vẫn mang biệt danh rất thân thương, người đẹp Bình Dương. Cùng lắng nghe những chia sẻ của chị nhé. Chị Lý Thiên Kim đã gắn bó với BB rất là nhiều năm, thì chị thấy là sau khi mà điều trị thì chị thấy cái hiệu quả của nó như thế nào ạ? Sau khi điều trị là như nãy là mới làm cái sóng cao cạnh thì cái cảm giác da căng lên, cái đường bảnh cường sẽ cạnh bớt rồi, cái dấu chân chim nó mờ, da mặt căng bóng lắm. Với lại em thích nhất là lúc mà chị chia sẻ vào cái tay hồi xưa mà chị đi Singapore đó, không mỗi lần chụp hình mà dừng nha, phải cố gắng cười thành tươi để mình đẩy cái cơ mình lên. Nhưng bây giờ là chị tự tin, có nghĩa là tự tin. Hồi xưa là hai cái gò má nó sạch, bây giờ căng phần nào nên phải tiếp tục đi nữa. Dạ đúng rồi, cho có kết quả nhiều đúng hơn. Đúng rồi, có kết quả nhiều hơn. Mà bây giờ mỗi lần chụp hình là mình cũng không cần phải chỉnh chu nữa. Coi như chụp góc nào cũng ok góc đó, không chị? Tự tin hơn. Dạ, chị tự tin hơn. Mà may mắn là chị cũng có được sự ủng hộ của ông xã này. Rồi chị làm đẹp mà hàng tuần đều nhắc chị nữa đó. Mai thấy là chị cũng chia sẻ là hàng tuần mà chưa kịp sửa soạn lên Sài Gòn, tại vì chị ở Bình Dương mà, là ông đã nhắc rồi ha chị ha. Thì đi làm xa. Và khi mà chị điều trị ở đây thì cái mà chị thích nhất ở BB ở điểm nào, mặc dù em biết là chị ở xa, chị tốt Bình Dương lại, mà chị cũng phải đi cũng mất cả buổi mới có thể đến được đến đây, thì không biết là điều gì mà BB ở xa như vậy mà chị vẫn cất công để chị đến thăm với tụi em. Thì cũng chia sẻ với em, cũng tìm hiểu trên mạng đồ này kia, thì thấy thứ nhất đó là BB Thanh Mai đã ra đời số 1 châu Á 23 năm, và được mấy người bạn có làm rồi, thấy có kết quả, chứ nói bằng miệng thì không tin. Dạ đúng rồi chị. Thứ hai là nhân viên ở đây rất là chu đáo, ân tình. Như cái mùa thứ ba là mùa Covid vừa rồi là rất sợ Covid. Nhưng mà lúc nào coi phim ảnh cũng thấy trong BB Thanh Mai là mấy chú rồi xây lấy máy xịt khuẩn sạch sẽ, phòng ốc rất là sạch. Dạ đúng chị. Đó thứ hai, thứ tư cuối cùng là cái hiệu quả phải có thì mới có tồn tại. Còn nếu mà nói bằng miệng mà đi mà không có kết quả thôi, mình cũng bỏ BB Thanh Mai. Dạ đúng. Đi phải có kết quả, tự tin thì mới tiếp tục. Đúng rồi đó chị. Chứ thực ra mình đi xa mà có cho không cũng đi nữa. Phải có kết quả. Mà rõ ràng hai cái gò má hồi xưa là nó xuống, nó sợi lắm. Bây giờ nó căng. Cũng được 50 rồi. Đó. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Tuy là U60 nhưng mà vẫn thích đi vậy á. Đi những cái thẩm mỹ viện mà phải có tiếng mới thích. Đúng rồi, mà phải có hiệu quả. Có hiệu quả nữa. Vậy là chị đã đạt được 50%. Còn 50% còn lại nữa thì em sẽ mong cố gắng. Chị sẽ cố gắng dành thời gian cứ từ Bình Dương lên đây thăm tụi em. Rồi đồng thời nữa mình làm đẹp, có kết quả mình hoàn hảo hơn. Coi như mình chụp hình không có góc nào là góc chết hết, góc nào cũng coi như rạng ngời. Với cái cuối cùng là không dùng dao kéo. Không thích dùng dao kéo. Đối với những người tiểu đường mà có tiền sử là dùng rồi vết thương không lành. Không thích dùng dao kéo. Chính vì vậy mà chị lựa những cái công nghệ mà an toàn, mà hiệu quả. Mà nhất là chị là ngành y nữa. Chị học vừa là trong ngành y, học 2 bằng phải không chị? Và chị đã từng làm bệnh viện nữa nên chị am hiểu rất là nhiều về những công nghệ, về những cái phương pháp. Phải tìm hiểu kỹ lắm mới đi làm, mới chọn BB Thanh Mai. Chứ không phải là nghe dân chúng rồi bàn nói là không tin. Đúng chị. Tại vì căn bản là nếu như những người mà chỉ nghe thôi thì có khi họ các chị không có đủ đầy đủ thông tin. Nó khác, còn chính bản thân chị là một người bước chân ra từ ngành y. Thành ra mình sẽ dựa trên khoa học, chứ mình không phải là dựa trên kiểu mà nghe đồn. Nghe thôi. Nghe đồn là cái không tin. Không thích, không tin. Thực ra thì chị biết qua BB là nhờ ngoài bạn chị thì còn có cái phương tiện nào nữa không chị? Thì thứ nhất là mình nói là mình coi. Nghe nói tới BB Thanh Mai nổi tiếng là mình phải vô cái chương trình đó mình coi. Thành lập như thế nào. Bao lâu năm. Đó mình nói là 2-3 năm đúng không? Và ra đời số 1 châu Á. Cái thầm gì phải tìm hiểu tận, mà phải chứng minh là có đứa bạn đã làm rồi thì có kết quả mình mới đi theo con đường của nó. Đúng rồi chị. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Mà em thật sự là đã có dịp trò chuyện với chị, em rất là thích cái tinh thần của chị.
là chị cũng chia sẻ chị có tim này, chị có đặt stent ở trong tim, nghĩa là mình cũng không, tức là có nhiều bệnh, có bệnh nhưng bệnh mà nền. Nhưng mà mình không vì vậy mà mình buông xuôi, mình vẫn đi làm đẹp. Mà chị nói có 4 điểm đi làm đẹp, chị có thể nhắc lại cho em được không ạ? Mình nhắc đi. Dạ, tại vì thực ra là em nhớ là chị nói có 4 cái điểm mà chị động đi làm lực đẹp. Động lực cho chị đi làm đẹp. Thứ nhất là cho mình. Thứ hai là cho ông xã của mình. Thứ ba là cho xã hội. Và cái cuối cùng là cho người yêu cũ. Thật sự là vậy. Yeah. Nói thẳng với ông xã luôn mà. Nhưng hay là ông không ghen chị ha? Không có ghen, mình sống phải tin tưởng chứ, đặt niềm tin chứ mama. Nhưng mà vấn đề là chị tin ông là một chuyện, nhưng mà ông không ghen. Từ đàn ông nhiều khi ta hay ghen bóng ghen gió. Chị nghe sống đó. Tin rồi cũng không ghen. Hay ha. Mà thậm chí mình kể xong cũng cười thôi. Hay ha, chị ha. Không phải lớn tiếng, không có cái gì hết. Có bao giờ mà người yêu cũ của chị liên lạc với ông không? Nhậu chung. Ok. Hay quá. Có nhậu chung. Mà có nhắc anh chị không? Có, nói bồ cũ của Lý Thiên Kim. Nói thẳng luôn. Mà rồi có nói là có khen. Thì ổng về ổng kể vậy luôn á. À, là chị anh mới vừa đi nhậu với bồ của em. Thì không có chuyện gì xảy ra hết. Cái quá khứ rồi. Nhưng mà người yêu cũ của chị có tiếc nuối không? Cái đó không có biết được, nhưng mà tại vì cũng đâu có biết được tiếp cận với người ta đúng không? Thì sao giờ mình biết tiếp nối được. Tiếc nuối hồi xưa thôi chứ. Nhưng mà giống như thấy mình cũng vẫn giữ được cái bề ngoài lâu dài thì họ cũng thì có nhiều người cũng nói hồi xưa tao cũng theo nó thì Lý Thiên Kim vậy, nhưng mà bây giờ hết rồi. Cũng nghe bạn bè nói vậy thôi. Nhưng mà cái quan điểm của chị là dù chưa, tại vì căn bản người yêu cũ của chị cũng sống gần cái địa bàn, đúng là cũng sống gần thôi, cũng hàng ngày, ví dụ lâu lâu gặp thì thấy mình vẫn vậy thì cứ nói vẫn vậy thôi. Cũng còn có mấy người cũng học lại nói ông xã nuôi khéo thiệt. Cái đó là hay đó chị, ông xã nuôi khéo thiệt. Ý là mình phải tự tin. Tự tin ha, mình vẫn đẹp, gọi là từ ngày xưa quen ở ổng mà lấy ông xã chị 20 mấy năm không có tàn tệ. Mà không tàn đi, mà 20 mấy năm trôi qua trông kêu cũng vẫn vậy là coi một lời khen rồi đó chị. Tức là cũng khen cả ông xã mình. Hay quá. Em rất là thích cái câu chuyện của chị mà cái sự văn minh của ảnh. Bởi vì thực ra nhiều người ông xã, nhiều đúng người rồi, chồng ghen á, họ ghen chị ơi, ghen bóng ghen gió, có khi mình không sống làm gì. Phải tin tưởng chứ. Đó, nhưng mà đó là cái chuyện vậy, nhưng mà nhiều khi họ bất an. Thì vì họ thấy là vợ của mình giỏi giang, vợ của mình xinh đẹp, cái họ bất an. Nhưng mà ông xã chị là độ lượng chị, phải dùng chữ độ lượng, phải nói. Mà cũng là do phía mình nữa, nói đi nói lại thì cũng phải do cái phía mình đã cư xử làm sao, rồi mình cũng gìn giữ cái bề ngoài của mình như thế nào để cho ông xã của mình luôn yêu thương và tin tưởng mình. Có nhiều lúc á là tới tháng rồi chưa đi BBTMI làm á. Ủa chiều nay không đi BBTMI hả em? Nhắc ra chị. Nói nhắc xong là có động lực đi, nhiều khi cũng thấy làm biến đi mệt mỏi. Nói đi anh là ngủ trưa vậy là chở đi. Thế thương. Lên ngồi chờ một tiếng đồng hồ. Ngồi chờ một tiếng rồi mới về. Thế thương quá em, thật ra em á, ngoài em cảm ơn chị đã đến ủng hộ cho BBTMI. Em còn phải cảm ơn anh nữa đó chị, tại vì anh cũng là cái người mà nhắc nhở chị và khuyến khích chị để đến động lực đó. Dạ, động lực chị, phải nói là em phải cảm ơn cả anh cả chị luôn đó. Một lần nữa em cảm ơn chị đã chia sẻ những cái bí quyết làm đẹp cũng như là những cái câu chuyện của mình, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ và cho các chị em khác nữa. Bởi vì như nãy chị nói đó, nhiều chị em phụ nữ tiền thì có nhưng mà không lo cho bản thân mình, bỏ bê thì cuối cùng mình cũng mang đi được đâu chị. Mình có ngày nào cũng đó có mình phòng nhì. Dạ đúng rồi đó, ông chồng có phòng nhì như chị nói đó. Rồi cuối cùng là tiền mình không hưởng, người khác hưởng, phải không chị? Để cho chị em phụ nữ biết yêu thương, trân quý bản thân mình nhiều hơn nữa. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Cảm ơn chị Thanh Mai. Ưu đãi sốc giảm 70%. Để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai, tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của sao Việt và các doanh nhân, chính khách.